Tại sao thân pháp từ Jerusalem biết không? Dạ thưa cha, vì thấy dân thành tội lỗi quá. Tội lỗi gì đâu cũng tội lỗi, đâu cũng tội lỗi. Nhưng mà khóc mà thương, khóc mà còn thương. Em xin thấy giống như là tôi khóc thương cái đứa bé này quá. Vì biết rằng là nó đau, nó bệnh như vậy mà đưa thuốc cho nó không chịu uống. Lên con, lên đây con, lên đây, lên đây con, lên đây con. Thằng bé, ví dụ con bé này chẳng hạn, tôi khóc thương nó vì nó đau ốm bệnh tật và tôi đưa thuốc cho nó không chịu uống. Nó bảo không thèm uống thuốc, cho nên thấy nó đang ốm yếu thế này, nó tội quá. Tôi khóc và thương nó, muốn cứu nó, muốn giúp nó mà nó không chịu đón nhận cái sự giúp đỡ của tôi. Anh xem hiểu không? Mình thương nó vô cùng, nó đói mà bảo nó ăn, nó không thèm ăn. Nó sắp chết rồi bảo nó bú mẹ nó mà nó vẫn không chịu bú. Cho nên là mẹ nó phải khóc thương nó là vì như vậy. Con có biết không? Dạ biết. Ừ, hay quá, cho mình tạo ra tay con luôn bé. Con có bao giờ con nhận được ơn của Chúa và con nhận biết là ngay giờ Chúa đến thăm con rồi. Chúa khóc thương Jerusalem vì nó đã không nhận biết ngày giờ Chúa đến thăm. Chắc lúc mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà Chúa khóc thương là vì Chúa đến viếng thăm nó mà nó không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Cho nên cuối cùng thì sẽ bị trừng phạt là quân thù bao vây tứ phía, không và phá đổ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đó là một bằng chứng lịch sử vào năm 70 sau Công Nguyên. Người Roma, người La Mã bao vây thành phố, bao vây thành Jerusalem và ở trong thành hết lương thực, chặn hết đường nước uống, cho nên dân nó đói, nó khát và cuối cùng thì không còn sức chiến đấu nữa, người Roma tràn vào thành Jerusalem và đã phá đổ, tan tành cái thành phố Jerusalem, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói vào năm 70 sau Công Nguyên. Và từ đó Israel bị ly hương, không còn đất nước Israel, mất nước luôn từ đó. Mà đến sau này cả ngàn năm sau thì những người Israel mới về lập lại đất nước của mình. Đó là chuyện có thật trong lịch sử, vì gọi là nước Israel hay nước Do Thái. Chúa đã viếng thăm mà không nhận ra, còn con đã ngay nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm. Có bị cố nào chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tiết ở Long Khánh. Con thì tội lỗi lắm cha, con thì ở đây là không ai tội lỗi như con. Con có lập gia đình với một anh là không có đẻ. Xong rồi 19 năm mà con rất là buồn, nhưng mà anh ấy cứ nói là anh ấy nghe lời mẹ, anh ấy mẹ anh ấy thì cứ nói là con đừng có theo đạo. Mà đến lúc mà con cứ chăm sóc cho mẹ anh ấy, đến lúc mà mẹ anh gần chết, mẹ anh cứ nói anh cũng là không có được theo đạo. Thế là anh cứ giữ lời như vậy. Xong đến một hôm thì con đi xuống nhà cái chị mà ở dưới mà toàn đấy con chơi, thì chị cho con cái quyển sách nhờ mẹ đến với Chúa. Xong thì con cũng thấy chị kể là đi lễ thì ở Chí Hoàng thì nắng to mà này kia lắm, thì con nghĩ con cũng ngại. Xong rồi đến một hôm nhà con cúp điện, cái con nằm con mới đọc cái quyển sách đấy, thì con thấy là sao mà mình đọc cứ càng ngày nó càng cuốn hút. Thế là con cứ đọc hết trang này qua đến trang kia. Thế là con quyết định con đi đến lòng thương xót Chúa. Thì cái hôm đấy thì con cũng không biết đường, tức là bạn con thì nó đi buôn trái cây thì nó đi nửa đêm. Mà con bảo đi như vậy thì nó mệt lắm. Xong rồi ma quỷ nó cứ cám dỗ con. Thế là bao nhiêu lần con cũng không đi được. Thế một lần đấy con quyết định con đi. Thì con đi đến thì còn nắng lắm, nhưng mà nói chung thấy người ta vui vẻ mà thấy ai cũng tưng bừng mà không có ai mà buồn bã gì hết. Cứ bước vào cứ hớn hở càng ngày càng kéo đông. Thế là con đi đến một lần thì Chúa chụp con luôn. Thế là con cứ ngày cứ tuần nào con cũng đến hết. Mà con cứ say sưa con đến như vậy mà Chúa cũng ban ơn cho con là chồng con không có đẹp, nhưng mà tuần nào con đi chồng cũng cho con đi hết, không bao giờ mà nói này nói kia. Thế là con đi được 2 tháng, con cầu nguyện cho người này người kia thì ai cũng được ơn hết. Mà Chúa lại chưa nhận lời con, thì con cũng
tôi trách Chúa. Xong đến cái tháng thứ ba thì tự nhiên chồng con bảo là em qua đọc kinh văn cô làm sao, và trước đó con khóc quá trời luôn. Xong bắt đầu con mới hướng dẫn cho anh ấy đọc 10 kinh văn cô. Thế là từ đấy trở đi là nhà con cứ đọc kinh văn cô buổi tối. Xong rồi con đi lễ ngoài chánh tòa thì cha bảo là ai biết người nào muốn gia nhập công giáo. Thế là hai vợ chồng con mới làm đơn xin gia nhập tổ cho anh ấy. Mà anh ấy thì được ơn Chúa là đi học giáo lý thì thường xuyên lắm cha, mà Chúa ban cho là có cái ơn của kinh lắm. Mà nhiều khi đi làm về tối lắm mà mệt lắm, nhưng mà vẫn đi học giáo lý đã rồi mới về ăn cơm tối. Đấy là nhà con được nhiều ơn lắm cha, còn có một cái ơn dạ, ơn mới nhất ở đây là con có được hai ơn. Là mới nhất là bố con hôm đó bị cứu bộ, thế là con cũng nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho bố con. Thì con dẫn bố con lên trên khám thì bác sĩ nói là ông phải mổ trước mà cô thì là phải mổ sau, con cũng bị cái bíu to lắm. Thế con mới nhắn tin cho cha cầu nguyện cho. Thì dạ bíu cổ, ba con cũng bị bíu cổ mà bíu cường giáp cha, rồi con cũng bị nữa. Xong này bác sĩ bảo là ông thì mổ trước mà cô thì nuôi ông, xong rồi cô phải mổ luôn. Thế con mấy hôm đấy lại đo huyết áp thì bố con huyết áp cao lắm. Xong này bác sĩ cho về. Thì về xong này bố con cũng cứ cầu nguyện, con cũng nhắn tin cho cha cầu nguyện. Thế là tự nhiên một thời gian cái lên khám lại thì bác sĩ cũng vẫn nói là cái huyết áp cao không có mổ được. Về thế bố con cứ cầu nguyện cái nó mất đi hồi nào không biết. Rồi con cũng vậy, mà con cầu nguyện thì cái bướu nó càng to ra. Thì con bảo lại Chúa, cái này là Chúa thử thách con, nhưng mà con cứ tới bên trời chân Chúa Đức Mẹ con cứ cầu nguyện. Đến hồi một tuần hai tuần sau con quay lại con sờ cái bướu, con bảo cái số anh ơi nó mất đâu hồi nào rồi đấy. Thế là tìm mất cái bướu luôn cha. Nữa là hôm mới cách đây chừng 2 tháng cha, con cũng đến làm sót Chúa ở đây. Con mới nghe nó biển thiên thần ở đây con đến. Thì con về thế tự nhiên con bị đau lưng. Xong rồi con bị thần kinh tọa cha, con nằm nay là đúng 2 tháng này. Tự nhiên con bảo đấy là hồng ơn Chúa ban xuống cho con. Thì con mua được cái máy của cha, con về con nghe đấy. Chứ nếu mà Chúa mà không cho con như vậy thì con không thể nào con nghe được cái máy này. Bây giờ thì cứ vợ chồng con nghe suốt đêm. Dạ, cứ cả ngày cả đêm cứ phải lúc nào là con nghe lúc đấy. Đấy là con tạ ơn Chúa. Dạ cha, tự nhiên nó đau lưng cái 2 ngày xong rồi nó xuống đất lên mông lên trên, nó nằm liệt 10 mấy ngày trên giường cha, không đi lại được. Thế là con cứ nghe cái máy mà con đau lắm, nhưng mà con cứ hôm đấy con nghe. Thế là từ từ Chúa ban cho con, bữa nay thì hết, còn con vừa nghe hết thì cũng hết bệnh. Hôm nay mà có năm trong bài giảng, người nghe hết năm trong bài giảng hết bệnh, tôi còn một cái thẻ nhớ khác là 1250 bài giảng. Chị mà nghe 1250 bài giảng chắc thì vẫn còn đang nằm. Không sợ lắm, giờ bị không sợ, có chú bớt rồi. Dạ. Hallelujah. Các bạn, thưa chị em, chúng ta thấy câu kết là việc có Chúa để con không sợ nữa. Đứng mà đã lấy máu đảo chuột cho nhân loại rồi, chuột cho mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi nước, mọi dân, mà làm sao bỏ rơi mình mà mình còn gì đâu mà sợ nữa, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Nếu mà không kiên trì cầu nguyện mười mấy năm, chắc chị này đối đạo suốt sẽ không còn ngày giờ mà đến đây làm chứng cho Chúa nữa. Thế không? Nếu mà không kiên trì cầu nguyện thì có khi chị bỏ không thể nghe cái máy 500 bài giảng, có khi bây giờ vẫn còn đang nằm liệt vì thần kinh loại. Cái kiên trì, Giê-ru-sa-lem nó không có kiên trì. Nó chỉ muốn Chúa xé trời mà đến. Nó chỉ muốn Chúa làm cho nó trở thành vô địch thiên hạ, là một cường quốc bá chủ trên thế giới. Đó, Giê-ru-sa-lem không đón nhận Chúa vì họ muốn Chúa theo cách của họ, đến theo cách của họ, làm theo cách của họ, chứ không theo cách của Chúa. Họ chỉ muốn theo ý của họ, chứ không muốn theo ý của Chúa. Cho nên ngày giờ mà Chúa đến viếng thăm họ, họ không có nhận ra. Chúa đến viếng thăm họ ngày nào, giờ nào, biết không? Sắp sửa mừng ngày đó. Đến đâu giờ nơi chốn của Chúa đến thăm
năm kỳ quá, thở hăng bê lem rồi mục đồng thở hơi rồi hăng bỏ lừa không chấp nhận. Cho nên ngay giờ mà Chúa đến thăm, cách thức mà Chúa đến thăm người do Jerusalem, dân thành Jerusalem, dân Do Thái không đón nhận, cho nên cái giờ của lòng thương xót đến mà họ không biết đón nhận, thì tiếp theo là giờ của sự công thẳng, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Mà thực sự đã xảy ra như vậy, chứ không phải Chúa hù dọa, chứ không phải Chúa đe, khi mà Chúa nói trước như thế mà người ta vẫn không chịu nghe, thì người ta phải chấp nhận cái hậu quả đó mà thôi. Mỗi người cha mình cũng vậy, ngay giờ Chúa biết thăm mà không nhận ra, mà cứ đòi theo cách của mình, thì không bao giờ nhận được lòng thương xót của Chúa. Có nhiều anh chị em đến đây ngỡ ngàng và ủa đây là nhà thờ hả? Vì đang trong đầu óc của mình nghe đến lòng thương xót Chúa phải nghĩ rằng đó là một cái ngôi điện thờ cao ngất ngưỡng, phải không? Tháp là 79 cái chuông, rồi thì phải cả trăm tỷ, rồi rộng mênh mông, rồi những quảng trường, rồi những đài thật là cao, thật là sang, thật đẹp. Đến đây ngỡ ngàng vì cách thức Chúa đến thăm ở đây lạ quá, lạ quá. Anh chị em đến thấy cái người mà chịu trách nhiệm ở đây đang quét rác, đang hốt rác, anh chị em cũng chẳng biết là cái người đấy là người mà đang phụ trách ở đây, cứ đi tìm ông cha Long mà chả thấy ông cha nào làm cha Long, chỉ thấy mỗi cái ông đang hốt rác, người không nhận là cũng chẳng chịu tin, cũng chẳng chịu đón nhận. Còn người chị em này rồi chúng ta mình thân cái sơ lan để